Câu thứ 9. Kính bạch thầy, được tin pháp sư Định Hoằng lần này sang lần này xin pháp sư Tịnh Không nhập thất 10 năm niệm Phật và lễ Phật, bao giờ chứng đắc mới ra khỏi thất? Chứng đắc mới ra khỏi thất để giáo hóa chúng sinh. Nếu không chứng đắc thì ngài không ra khỏi thất. Vậy con xin hỏi thầy Đạo Thịnh. Vậy con xin hỏi thầy Đạo Thịnh, việc tu tập nhất tâm như vậy đáng tuyên dương cho cả học hội chúng ta không ạ? Đương nhiên là đáng tuyên dương rồi. Đáng tuyên dương. Vì nào mà phát được đại nguyện như vậy, mười phương chư Phật gì cũng tuyên dương, chứ không phải là đáng tuyên dương, mà mười phương chư Phật cũng sẽ tuyên dương và rất là ủng hộ. Đó. Mười phương chúng sinh thì mong ngóng có một vị chân tu như vậy có thể đến ngày đắc đạo và ra về. Và tôi cũng mong rằng gì, khoảng độ 5-10 năm nữa, chậm nhất cũng phải 10 năm nữa, khoảng 10 năm nữa cũng phải phát được cái đại nguyện. Không được bằng như thế cũng phải gần bằng như thế. Cho nên đó, rất trân trọng, rất đáng trân trọng. Các Phật tử chúng ta thì cố gắng để ráng chờ, hoặc nếu không thì chúng ta cứ nhất tâm tu tập, duyên đến đâu chúng ta hưởng đến đó. Nhưng chúng ta thì mỗi khi cần từ nghiệp đến hay nghiệp đến, chúng ta cũng không sợ là chúng ta ra đi một cách uổng phí cả.